Xin kính chào quý vị khán giả của FPT Play. Chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với các hình ảnh tại sân vận động Quy Nhơn để cùng tiếp tục đón theo dõi vòng 5 của giải bóng đá vô địch quốc gia NAVOP 2023 giai đoạn 2. Đây chính là trận đấu giữa Top Lane Bình Định cùng với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và bác chính ở trong trận đấu này sẽ là trọng tài Đỗ Thanh Đề. Các vị trợ lý gồm có ông Trần Nghĩa Xuân Hùng và trọng tài thứ tư là ông Khổng Tam Cương. Và chúng ta sẽ cùng đến ngay với đội hình ra quân của đội chủ nhà Top Lane Bình Định. Ngày hôm nay thì đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sẽ ra quân với những cái tên. Ở trong khung thành là thủ môn Đặng Văn Lâm. Các cầu thủ bao gồm có Tiến Duy, Ngọc Tính, Đỗ Thanh Thịnh, Victor Lê, Hà Đức Chinh, Thành Luân, Ngọc Bảo, Cao Văn Triền, Tiến Đạt và Đức Lợi. Và bây giờ là đội hình ra quân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sẽ ra quân với thủ thành Thanh Tùng. Các cầu thủ bao gồm có Xuân Toàn, Phi Sơn, sự trở lại của Giang Clesio, Bùi Văn Đức, Trung Học, Viết Triều, Ngọc Thắng, Jose Paulo, Văn Hạnh cùng với Diallo. Và trận đấu của chúng ta chính thức bắt đầu. Mà đối sức giữa Top Lane Bình Định cùng với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Victor Lê, lợi thế dành cho đội chủ nhà. Một pha dứt điểm từ rất xa của Đức Trinh, không vào. Trung Học, một trong những cầu thủ đang thi đấu rất hay vào thời điểm này tại NAVOP V-League 1 2023. Thường luôn tấn công bên phía biên trái dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dứt điểm. Bóng vẫn còn, Phi Sơn tung bóng. Đó là Phi Sơn. Một pha làm bàn rất giống với Cristiano Ronaldo. Chúng ta một lần nữa được chiêm ngưỡng lại pha tung bốc của Phi Sơn. Hãm bóng bằng ngực, sau đó là thực hiện một cú tung người móc bóng. Phải nói là đẳng cấp. Rất đẳng cấp. Không thể chê vào đâu được. Một pha bóng cực kỳ ấn tượng. Gọi anh là Ronaldo của Việt Nam với rất nhiều những cú đảo chân. Và vừa rồi một lần nữa thì chúng ta biết được vì sao mà anh được có biệt danh đó. Nguy hiểm. Ngay lập tức là sự đáp trả đến từ đội chủ nhà. Ở NAVOP V-League 1 2023 này của cầu thủ mà áo số 10 bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hà Đức Chinh. Vẫn là Hà Đức Chinh. Đưa bóng vào. Nỗ lực bất thành của Hà Đức Chinh. Ngày hôm nay nếu như đội chủ nhà không có được sự phục vụ của Rafael Sơn thì bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng vắng mặt Văn Công cũng như là Văn Long vì lĩnh đủ 3 thẻ vàng. Nguy hiểm. Tiếp tục là pha tiếp xúc bóng của Hà Đức Chinh. Rất nhiều những đường bóng mà các vệ tinh của Hà Đức Chinh đã cố gắng tìm thấy vị trí của tiền đạo áo số 9. Áp sát rất nhanh, cơ hội mở ra dành cho Top Lane Bình Định. Không vào, bóng vô vào cột dọc. Vẫn tiếp tục là các cầu thủ đội chủ nhà. Thật sự đáng tiếc cho đội chủ sân Quy Nhơn. Hai pha dứt điểm của Cao Văn Triền lại không thể đưa quả bóng đi vào khung thành. 2-1 của cúp quốc gia thì cũng với tỷ số 2-1, Bình Định đã đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chúng ta một lần nữa được theo dõi lại pha dứt điểm của Cao Văn Triền. Bóng đá nằm ngoài tầm kiểm soát. Tiếp tục là một đường truyền dành cho Hà Đức Chinh. Quang ơi, penalty. Đây là Jemelin. Một tràng vỗ tay của Jemelin dành cho người đã cao nhất trên đà tấn công của Top Lane Bình Định, Hà Đức Chinh. Liệu rằng Đức Chinh có là người bước lên thực hiện quả đá penalty này hay không? Phạt qua người rất gọn của Hà Đức Chinh. Rõ ràng là đã có một cú ngáng chân của cầu thủ mà áo số 14 bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Jack Lazio là người đã phạm lỗi với Hà Đức Chinh. Màn đối mặt ở cự ly 11m của Hà Đức Chinh cùng với Thanh Tùng. Đức Chinh! Tỷ số được quân mình là 1-0. Hà Đức Chinh đã hoàn toàn đánh bại được thủ thành Thanh Tùng. Một pha dứt điểm căng vào chính giữa khung thành. Rất quyết đoán.
Tỷ số là 1-1. Đây là Tiến Đạt. Đưa truy vào. Coi! Rất đáng tiếc. Suýt chút xíu nữa thì tỷ số đã được nâng lên thành 2-1 dành cho Topalai Bình Định. Rất nhiều khoảng trống ở trong tình huống này dành cho đội chủ nhà. Số lượng những cầu thủ tấn công của Topalai Bình Định thậm chí còn ngang bằng với những cầu thủ hậu vệ đang có mặt ở trong khu vực 16m50 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Không tới được vị trí của Diallo, nhưng vẫn là Diallo. Diallo chứ điểm. Chưa thể đánh bại được Văn Lâm với một tình huống mà bóng đi không quá hiểm hóc. Một pha bóng mà sức mạnh của một cầu thủ ngoại binh đã giúp cho Diallo chiếm được ưu thế. Ngọc Bảo, Hà Đức Chinh xử lý kỹ thuật không thành công. Và sau đó là một đường truyền phản công dành cho Diallo. Diallo, 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 Diallo. Đó là một tình huống phòng ngự đúng luật, không có penalty. Chúng ta cùng theo dõi là pha bóng này. Xoạc trúng bóng. Đức Lợi là người đã xoạc trúng bóng trước. Đội chủ nhà vẫn đang tấn công tương đối nhịp nhàng ở hai biên. Bóng được thả xuống đáy, Ngọc Bảo căng ngang trở lại. Vị trí có thể chứa điểm. Rất đáng tiếc là số 16 Đinh Thành Luân lại quyết định phối hợp. Bóng được triển khai quá nhịp nhàng. Một vị trí đều có thể chứa điểm. Nhưng tư thế này thì chắc chắn là Thành Luân quyết định chuyền bóng rồi. Giuseppe Paolo. Văn Triền đã có mặt đúng lúc. Một pha bóng không an toàn của Văn Lâm. Vẫn là cơ hội dành cho các vị khách, không vào. Văn Lâm đã phát quả bóng lên trúng vào người của Đức Lợi. Và sau đó là cơ hội mở ra cho Paolo. Paolo chân trái. Vẫn không vào. Hai cơ hội liên tiếp tìm tới vị trí của cầu thủ màu số 88. Cơ hội như thế này có lẽ nó không dừng lại ở hai bàn thắng. Hà Đức Chinh. Thêm một cơ hội nữa dành cho Hà Đức Chinh. Đi bóng vào trong. Victor Lê. Dứt điểm. Không vào. Phi Sơn. Thêm một cơ hội. Không vào. Ở đầu hiệp 2 này, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã nhập cuộc tốt hơn so với đội chủ nhà. Phan Ngọc Tính. Tiến Đạt. Căng ngang coi. Không phải là một pha dứt điểm thật sự gọn của Đức Trinh. Và bây giờ thì Victor Lê đang bị đau nằm sân. Việt Triều. Xuất xa. Rất nguy hiểm. Bóng đã đổi hướng sau một cú chạm ở trong khu vực 16m50. Hà Đức Chinh. Mạc Hồng Quân. Victor Lê. Vẫn là đội chủ nhà. Mạc Hồng Quân. Khá nhịp nhàng. Hà Đức Chinh đưa bóng vào. Cơ. Không thể có được một cú đá thành công về phía khung thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thời cơ là vẫn còn dành cho đội chủ nhà. Trong ý đồ dàn xếp đá phạt của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Phi Sơn. Đó là một ý đồ treo vào góc gần của Phi Sơn. Rất hợp lý. Mạc Hồng Quân. Đưa chuyền vào. Đức Trinh. Không thành công. Một pha bay người rất cố gắng của Hà Đức Chinh, nhưng nó vẫn chưa thể tạo ra được sự khác biệt. Xuống xa. Ở một cự ly tương đối xa,
Chúng ta một lần nữa được theo dõi lại tình huống bay người của Hà Đức Chinh. Victor Lê. Cơ hội. Ngày hôm nay rõ ràng Victor Lê đã phải hứng chịu khá nhiều những tình huống vào bóng quyết liệt của đối thủ. Đinh Thanh Trung. Nguy hiểm. Vẫn là Đinh Thanh Trung. Tiếp tục là Đinh Thanh Trung tranh chấp cùng với Mạc Hồng Quân, rất nỗ lực đưa bóng vào. Bùi Văn Đức. Tiến Duy. Thêm một đường truyền dành cho Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh rất nỗ lực truyền vào. Hà Đức Chinh đang chơi rất song sáo. Mạc Hồng Quân. Ngọc Tính. Không được. Sự song sáo của Hà Đức Chinh là điều mà chúng ta không cần phải bàn cãi. Chỉ có điều là cái duyên ghi bàn của Hà Đức Chinh không phải lúc nào cũng xuất hiện. Paulo. Paulo ở trong những trận đấu của giai đoạn 2 nhóm A thường xuyên có những pha lập công để giúp cho Hồng Đinh Hà Tĩnh kiếm về những trận hòa. Rất gắn bó. Cơ hội. Không có một pha đối mặt thành công của Cao Văn Triền. Một tình huống di chuyển không bóng xâm nhập vào vùng cấm. Rất hay. Và người đường truyền, người thực hiện đường truyền cũng rất hiểu ý. Đánh đầu. Và cứu thua tuyệt vời của thủ môn Đặng Văn Lâm. Điểm mạnh của Đặng Văn Lâm luôn luôn là các pha phản xạ. Trước đó dù Đặng Văn Lâm cũng hơi chần chừ trong việc phán đoán điểm rơi của quả bóng, nhưng sau đó là một pha phản xạ xuất thần. Quan sát và chuyền bóng rất nhanh. Cơ hội đối mặt với thủ môn. Nhưng có vẻ là đã tuyệt vời rồi. Dứt quả bóng qua người tương đối là ấn tượng. Và đây là tình huống việt vị của Lý Công Hoàng Anh. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.